Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày đoàn tụ của mẹ con của bà Thận, diễn ra tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Và Tuấn Vị cũng đã có mặt để ghi nhận trong buổi đoàn tụ hôm nay. Và điều gì đã đến với gia đình? Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Thưa quý vị, Tuấn Vị xin tóm tắt câu chuyện để cô chú anh chị chúng ta nắm được nội dung và hiểu được cảm xúc của những người trong cuộc. Thưa quý vị, trước đó 2 ngày thì bà Thận có lên chương trình để chia sẻ câu chuyện của gia đình bà Thận thất lạc nhau cách nay cũng trên 50 năm. Theo như thông tin mà bà Thận cung cấp trước đó thì bà nói rằng trước đây bà có chồng và có 2 người con đang sống trong một sự êm ấm, thì bỗng dưng bà nhận được giấy báo tử của từ đơn vị chồng báo về, nói rằng chồng bà đã mất. Kể từ đó thì bà một thân một mình phải lo cho 2 người con. Trong lúc không có người đàn ông trụ cột trong gia đình nên bà cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thấy bà một thân một mình phải nuôi 2 người con và khó khăn trăm bề, vì vậy chú Trương Quang Tám đã đem lòng thương mến cũng như là giúp đỡ cho bà Thận. Trải qua một thời gian thì đôi bên đã cảm nhận được tình cảm dành cho nhau, cũng như là cảm nhận được cái sự chân tình của chú Trương Quang Tám đã thường quan tâm chăm sóc cho cả ba mẹ con. Bà Thận cũng đã cảm nhận được tình cảm chân tình của chú Trương Quang Tám dành cho ba mẹ con, nên bà đã quyết định đi thêm bước nữa. Sau khi 2 người chung sống thì có sinh ra được 2 người con, đó là anh Tùng và chị Trúc. Cuộc sống êm ả cứ thế trôi đi cho đến lúc anh Tùng được 6-7 tuổi, tức là bà Thận và chú Tám sinh sống với nhau được 6-7 năm thì bỗng dưng nghe tin ông xã cũ của bà Thận quay về. Nửa mừng lại nửa lo. Mừng là vì chồng của bà không bị mất như trong giấy báo tử đã đưa tin trước đó, và lo lắng là không biết phải xử lý như thế nào, phải dàn xếp như thế nào để ổn thỏa cho đôi bên. Trong lúc bà Thận hết sức là băn khoăn và lo lắng thì ông Tám đã nhường bước, nhường lại hạnh phúc và xem như trả bà Thận về vị trí đầu tiên. Cho nên chú Tám đã lặng lặng cùng 2 người con bỏ đi biển biệt và cũng không biết đi đâu. Sau khi bà chia sẻ câu chuyện của gia đình lên thì rất là may mắn là đã kết nối được qua một sự báo tin của một người hàng xóm của nhà anh Tùng. Trong buổi đối chứng đầu tiên thì cả ba mẹ con đều khao khát được gặp nhau ngay và liền. Vì vậy, bà Thận cũng như là các anh chị rất là mong muốn với sự hiện diện của Tuấn Vĩ để cùng chung vui với gia đình. Vì vậy, Tuấn Vĩ đã tức tốc có mặt tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để ghi nhận buổi đoàn tụ hôm nay. Và giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng gặp gỡ trong buổi đoàn tụ và xem điều gì đã diễn ra với gia đình trong ngày gặp gỡ. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Dạ, đã tới rồi ha. Đâu rồi? Trời ơi, rồi chị khóc vẫn à, thương quá. Dạ. Rồi. Con ơi. Đây này, chút. Con ơi.
Anh Khánh kìa, chị ấy khiêng chị vô. Trời ơi. Có sao không trời? Đây. Trời ơi, thưa quý vị. À, chị xỉu có sao không trời? Lệnh phạ đây. Có sao không? Thoa dầu cho chị. Bà ơi, bà bớt xúc động, bà ơi, bớt xúc động để huyết áp nó cao. Con đừng có, con sẽ làm khó, con sẽ làm lại răng này. Con đừng có chết rồi, chết của cô. Con đừng có chết rồi, con qua bên Tùng đứng đây. Dạ. Qua cho bà Tùng đứng đây. Trời ơi, Tùng Điệp. Chắc là đưa bà vào đi. Đưa cho bà nội vô ngủ mới đi. Thưa quý vị. Trời ơi. Bà ơi, bà giữ gìn sức khỏe nha, giữ gìn sức khỏe. À, chị không biết làm sao rồi. Tội nghiệp. Chị ơi, bình tĩnh giữ gìn sức khỏe nha chị, em Tuấn Vĩ nè chị. Bớt xúc động nha chị, lỡ có rủi cái gì á, mẹ chị cũng xúc động ngoài kìa. Mẹ chị cũng xúc động là xỉu ngoài đó. Đừng nha chị. À, bớt xúc động nha, nó coi vậy chứ, coi vậy cho huyết áp cao là nguy hiểm lắm. Huyết áp cao là nguy hiểm lắm chứ không phải ấy đâu, mình kìm bớt cái cảm xúc nha chị. Trời ơi. Tội nghiệp bà. Tội nghiệp, thưa quý vị, không biết nói làm sao, tôi bị rung quá trời đất rung luôn á. Cháu của bà đó. Đây là cháu. Ôi là trời ơi. Thương mồ mà thương mẹ không ăn không ngủ rồi con ơi, mẹ trông các con về đây cho mẹ gạt mẹ đấy, còn trong hình cũng nhúng được bao nhiêu. Mẹ trông về đây để mẹ gặp các con, các cháu mẹ rồi con ơi. Trời, tỉnh dậy các tiếp.
Mẹ ơi kìa. Mẹ ơi, chị, bà vô đi, bà vô cái chị trúc chút xíu, bà vô cái chị trúc chút xíu, nhưng bà đừng có khóc nữa nha. Bà vô chị trúc, chị trúc đang kêu trong đó, đang kêu mẹ trong đó, đang kêu mẹ đó. Dẫn bà vô, nhưng mà kêu chị trúc cũng đừng có xúc động quá. Để đó ngồi đi được, để đó ngồi đi được mà. Đây này, có kêu tay mẹ ơi. Trúc tỉnh rồi đó. Trúc tỉnh rồi. Dạ. Đang ngủ quá rồi, cũng nắng nữa. Ngủ khác cái xe rồi. Mẹ ra con này. Mẹ con đây. Rất là quý không rồi, tự nhiên cái đất xoay tròn em này, không? Chị vui đừng ngay, đừng lòng nữa đó, đừng có lòng gì nữa nghe con, đừng có thấy uống nữa, đầy đủ rồi. Bữa nay mẹ lên con trừ đó rồi, bữa nay mẹ thu xếp xong là con tới mẹ rồi lên con trừ đó, con đừng có lo, bây giờ là mẹ con dạ, mình Phương, là con Phương, không có xa nha nữa, dạ. Vì là cái giấc với nhau rồi. Dạ. Con. Rồi bà ơi, chị ơi, thế này nè, chúng ta gặp nhau được ở đây đó là phước rồi, ông bà đã đổ cho chúng ta rồi, chúng ta phải hết sức giữ cái bình tĩnh để lỡ rủi bà bệnh đó, rồi rủi bà bệnh huyết áp cao là nó dễ bệnh lắm, lỡ có rủi cái gì đó là một cái điều bất hạnh. Chị cũng vậy, chị đừng có để mẹ xúc động hơn nữa nha chị nha. Rồi mình bình tĩnh hả chị ha, cái bớt của chị đây nè. Bớt này phải bớt này đây mà phải con có mẹ chưa? Cái này mà giờ là cái tay đến đây, cái tay từ trên đi xuống phải con có mẹ chưa? Còn có mẹ chứ em, rồi nó con nó có cái bớt mà. Rồi bây giờ chúng ta dành tràng vỗ tay đi, không có buồn nữa, vui nha. Vui. Rồi đưa bà với chị ra ngồi ngoài cho nó mát đi. Chúc mừng. Thật sự là em hoảng hồn luôn á, thấy bà thấy chị vậy em hoảng hồn. Không sao, khỏe mạnh rồi. Thôi đừng có khóc nữa. Mẹ thương con lắm, mẹ biết được mà. Mẹ thương con gì. Thương cái gì rồi. Thôi vì mẹ con mình không có ra nhau nữa con ơi. Vì là quý nhất rồi. Vì là không có ra nhau nữa con ở với mẹ. Mẹ ở với con. Chị Phương vô ăn ủi không bà đi. Không có gì nữa mà. Được mà mẹ mới vô mẹ. Dạ, chị Phương ăn ủi mẹ, đừng để mẹ khóc nữa. Chịu thương mẹ con mình gặp nhau từ 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 đó được chưa? Chị Vân, thôi được chị gọi. Chị Vân, con có chị Vân luôn rồi. Chị đã gặp nhau rồi, cô chị sợ. Chị cũng đi tìm hòa mà tìm không ra. Chị chỉ chỗ này, chỉ chỗ khác, con đã biết ở Đại Lộc rồi, để biết Đại Lộc thì cứ tìm được rồi. Chứ nó chỉ vô Lâm Đồng. Chứ có biết đâu, hồi nó có biết ổng đi đâu mà gì mới biết được đây chứ phải không trời. Vì mẹ tốn mới xa tuổi mẹ mới gặp các con đây thì mẹ cũng trông cho mẹ khỏe. Mẹ đi lên với các con này về này. Ít bữa nữa rồi mẹ lên các con nó không đừng có lo. Thì Phương thì đồ đi lên hết. Thêm phạm chứ. Chị cứ nhớ hoàn tâm rất là hoàn tâm, chị nhớ biết là rồi bây giờ chúng ta vui lên đi, không có khóc nữa.
tùm là hồ nó tét. Tùm hồ nó tét mà cũng đẹp cây dưới thạc luôn, trang cũng đẹp và hén cũng đẹp, không có ý năng. Và chắc là giờ đây chúng ta dành một tràng vỗ tay trong ngày đoàn tụ để cho gần gũi nhau hơn nha. Chúng ta dành một tràng vỗ tay nha. Dạ, thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa cô chú trên cộng đồng thân mến, đây là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn đối với gia đình của bác Thận cũng như là những người con của bác và những người con cháu. Thì thông qua buổi đoàn tụ hôm nay thì Túng Vị đại diện cho chủ kênh, Túng Vị rất là biết ơn tới cô chú anh chị trên cộng đồng đã luôn quan tâm, theo dõi cũng như là chia sẻ để cho các cái video đó được lan tỏa và gia đình được đoàn tụ hôm nay là nhờ vào cái sự mà chia sẻ của cộng đồng. Rất là cảm ơn cô chú và cô chú trên cộng đồng rất là nhiều. Và giờ đây đó thì chắc là chị Trúc có đôi lời phát biểu cũng như là giới thiệu những người trong gia đình cho cô chú anh chị chúng ta được biết, chị Trúc ha. Dạ. Là giới thiệu bên cộng đồng mũ đen đó là ông xã em. À, ông xã đưa tay lên. Coi chừng người khác đưa tay. Đó là con gứa. À, con gứa, con gứa đưa tay lên. Dạ. Rồi. Đây là con gứa gần Út. À, con gứa gần Út đưa tay lên. Đây là con gứa Út này, gứa Út. Rồi, gây Út. À, dạ. Còn đó là trái ngù đào của con đào đó đó, thèn đen đen đó đó. À, đen. Dạ. Trái ngù đó. Dạ, trái ngù. Dạ, trái ngù ở đây. Dạ. Còn bên anh Tùng đó là anh Tùng đài. Dạ. Con gứa anh Tùng. Anh Tùng đưa tay lên. Anh Tùng đài. À, đây. Bà xã anh Tùng đưa tay lên. Giao. Đây là cháu ngựa của anh Tùng. Cháu ngựa. Tiểu thương nó đâu? Đây là cháu nội, là con thơ của anh Tùng. Dạ. Rỉ anh Tùng ngồi chỗ đó, thèm bố mẹ ố Tùng đen đó đó. Rồi, hồi tôi bổ sung. Dạ. Rồi, còn một đứa ở quận ngựa so quá gì không kìa. Cũng đứa gớ lùng, gớ nhì. Rồi, chúng ta dành một tràng vỗ tay cho đại gia đình nha. Rồi, hạnh phúc chưa? Giờ đây chắc là để cho bà Thận được có đôi lời ha. Bà Thận có đôi lời khi mà gặp con cháu ngày hôm nay. Hồi nãy bà làm con sợ muốn chết à. Trời ơi, con muốn xỉu luôn á. Rồi trong ngày đoàn tụ hôm nay bà muốn chia sẻ điều gì? Đối với anh Thận tôi á, tôi rất phấn khởi, tôi mừng quá đi. Tôi mừng không có gì hết, tôi rất vinh hạnh là tôi già chừng này tuổi mà con cháu tôi bày bộ đang quá. Riêng là tôi mừng vô cùng, là mừng không có gì mừng nữa. Tôi còn sống được 100 tuổi với con, với cháu tôi, với chết tôi đó. Cho nên là tôi cũng xin cảm ơn chương trình và chú Quý là quan tâm giúp đỡ cho tôi được một cái là sum họp được con cháu sum vầy. Tôi rất tự hào với đời của tôi là không có ai như tôi. Đúng rồi. Nhất bà Thận rồi. Dạ, rồi cảm ơn bà nhiều. Rồi con cũng bữa nay cũng gặp được đoàn tụ gia đình. Con cũng chúc mẹ và mấy anh chị của mình là được mạnh khỏe, bình an và tốt đẹp để gặp con cháu nhiều. Và cảm ơn là coi như là anh Túng Vũ đã kết nối được với gia đình, xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi bây giờ chắc là con dâu chúc mẹ nữa đúng không? Con dâu phải chúc mẹ chứ. Rồi, mời bà xã của anh Tùng nha. Con về đây con cũng mua gì con không biết, nên con cũng gặp mẹ chúc mẹ mấy anh mấy chị luôn khỏe mạnh. Rứa con cầu mang rứa quấy hơn, còn con không biết nói gì hết. Cứ mẹ mấy anh mấy chị. Cảm ơn con. Rồi, con dâu của bà đó. Con dâu. Dạ. Rồi mấy chục năm mới được gặp con dâu đó. Năm chục năm, mấy chục năm mới gặp đây, trời ơi trời. Con cũng mấy mươi năm rồi mới gặp bà. Dạ. Hôm nay nói thiệt tình ra là cũng rất cảm ơn nhà đã gần 55 năm nay là bên đây là đã gặp được mẹ. Nhưng sau gặp được mẹ rồi, tất cả anh chị em của em đây là rất là vui vẻ và không có gì ăn. Chỉ mong chương trình, chỉ mong các quý nhà tâm thương thì mẹ con em mới được gặp nhau ngày hôm nay. Thành xin thấy. Rồi
Thưa quý vị thân mến, Túng Vị cũng biết rằng là trong buổi gặp gỡ hôm nay thì cũng rất là nhiều anh chị có muốn gửi nhiều lời chúc, nhưng do thời gian thì là cũng đã tối rồi, chắc là chúng ta phải dùng bữa tối để rồi đói quá là tụt huyết áp hết á. Dạ, chúng ta dùng bữa tối đã, rồi hôm nay có chương trình văn nghệ để hát tặng, hát mừng cho ngày đoàn tụ nha. Rồi bây giờ trước khi ngồi vào bàn thì một lần nữa chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúng ta hãy cùng chúc mừng cho nhau. Dạ. Dạ. Kính thưa gia đình thân mến, hôm nay quý vị rất là vui khi mà đã được về với quê hương của gia đình Bắc Thận. Thì quý vị rất là hạnh phúc khi mà thấy gia đình mình đoàn tụ, cũng như là rất là nhiều cảm xúc, tình cảm đã dành cho nhau. Quý vị rất hạnh phúc vì điều đó. Quý vị xin chúc cho gia đình mình luôn bình an, mạnh khỏe và luôn dành tình yêu thương cho nhau. Thì liên tục chương trình sau đây, Túng Vị xin gửi tới cho quý vị một ca khúc mà trong thời gian qua bên chương trình của Túng Vị thì rất là nhiều cô chú đã biết đến ca khúc này, đó là bài hát để mang tên Giây Phút Tương Phùng. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng lắng nghe. Hát nhé. Mình cùng nhau quyết
tặng bài ca. Bà Thành ngồi xuống dưới nghỉ ngơi chút xíu nhảy nữa nha. Nhiều bà xuống để bỏ cái bộ thềm á. Kính thưa cô chú và các anh chị thân mến, vậy là cuộc đoàn tụ của gia đình bà Thận diễn ra một cách hết sức là tốt đẹp và mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Ngay từ buổi ban đầu thì Tuấn Vị rất là lo ngại vì sợ sức khỏe của bà Thận không được bảo đảm. Bên cạnh đó thấy bà xỉu cũng như là chị Trúc xỉu thì Tuấn Vị rất là lo lắng. Nhưng cuối buổi thì mọi việc đều ổn thỏa, không sao cả. Tất cả đã kìm nén được cảm xúc và vui buồn lẫn lộn. Ban đầu thì rất là sợ bà ngã bệnh, nhưng mà sau đó thì niềm vui vỡ òa, không sao cả. Thưa quý vị thân mến, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Tuy nhiên trong buổi đoàn tụ hôm nay thì đang còn một phần nữa, đó là phần giao lưu văn nghệ, thì Tuấn Vị sẽ cập nhật sau, vì những phần văn nghệ thì các bài hát thường là bị bản quyền, cho nên Tuấn Vị sẽ cập nhật riêng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng. Xin chúc sức khỏe tới cô chú anh chị. Hẹn gặp lại quý vị trong những phần sau.